Kính Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm Phẩm Tăng Gia Ma Tiên Cung Tư Mười Chín Lung Bây Giờ Gió Thần Lực Của Đạo Phật Khắp Thâm Phương Thế Giới Trong Diêm Phù Đề Và Trên Đánh Tu Dĩ Đều Tại Như Lai Ngự Giữa Chúng Mới Chữ Bồ Tát Thương Ái Thân Của Phật Mà Diện Kiến Như Phạm Tất Cả Chúng Đều Cho Rằng Đứng Phân Luôn Ở Trường Lùng Đó Đứng Tế Tôn Đề và đành núi tu nhĩ ma hương đến điện bồ trạng nghiêm nơi giới ma thiên cung và ma thiên vương phòng thầy đứng phân đến liền dùng thần lực nơi giữa điện quả ra tòa sư tờ bồ liên hoa tăng trầm vàng tầng cấm trăm vàng lưỡi vàng trăm vàng mạng hoa trăm vàng mạng tràng hoa trăm vàng mạng hương trăm vàng mạng bảo che dân trên bồ tòa lòng hoa lóng trang lòng hương lóng bao điều số trăm vàng liền bồn phía chiếu sáng với trăm vàng quang minh trăm vàng giờ mà thiên vương cung kính đánh lễ trăm vàng phạm vương vui mừng hân hờ trăm vàng bồ tát sừng dương ca ngợi trăm vàng chỉ nhạc quả tàu trăm vàng phạm âm khổng dương tiên trăm vàng tự mây hóa trăm vàng thứ mây tràn trăm vàng đồ trang nghiêm trăm vàng tự mây phùng dần giám vong trăm vàng thứ mây mà đi chói sáng từ trăm vàng thiên căn sánh đá đằng trăm vàng phân ô trì trăm vàng thư phương đương làm tăng trướng trăm vàng thâm tâm và trăm vàng thể nguyện làm trang nghiêm thánh tinh trăm vàng cần hành làm sanh khởi trăm vàng và kiên làm trăm vàng tăng tâm biến miệng luôn vang ra trăm vàng ngôn ngâm miệng thì can phạm sâm đăng búa tòa xong và ma thiên vương nghìn tìm đứng thế tôn chấm tay cúng kính bành đường phân đằng lành tay đứng thiền tề lành tay đường như lai ứng cúng đằng chành gia sinh từ mạng ngự trong cúng điên này đường phân tòa tịnh liền ngự lên búa tòa tòa phương thế như tất cả nhà ma thiên cung đều như thế cả lúc đó thiên vương liền tự nhờ thiên căn đã muôn trọng nơi chư phật tại quá khứ tại oai lực của đường phân mà nói kể rằng danh xưng như lai khắp mười phương trong những cán tường vô thường những phần tầng vào điện ma đi này vì thế chỗ này rắn cán tường bồ vương như lai đèn kể gia trong những cán tường vô thường những phần tầng vào điện thanh tịnh này vì thế chỗ này rắn cán tường thì một như lai thấy vô ngài trong những cán tường vô thường những phần tầng vào điện trang nghiêm này vì thế chỗ này rắn cán tường nhưng đang như lai chiếu thế nhang trong những cán tường vô thường nhân phần từng vào điện thù thắng này vì thế chỗ này rắn cán tường nhiều hình như lai lời thế nhang trong những cán tường vô thường nhân phần từng vào điện vô khấu này vì thế chỗ này rắn cán tường thiện giác như lai không có thầy trong những cán tường vô thường nhân phần từng vào điện bộ hương này vì thế chỗ này rắn cán tường thắng thiên như lai đèn trong đời trong những cán tường vô thường nhân phật tượng vào điện diệu hương này vì thế chỗ này rắn cán tường vô khứ như lai hùng biện nhân trong những cán tường vô thường nhân phật tượng vào điện vô nhãn này vì thế chỗ này rắn cán tường vô thắng như lai độ công đức trong những cán tường vô thường nhân phật tượng vào điện thiện nghiêm này vì thế chỗ này rắn cán tường khổ hạnh như lai lời thế gian trong những cán tường vô thường nhân phật tượng vào điện phổ nghiêm này vì thế chỗ này rắn các tường khắp thập phương thế giới tất cả và ma thiên vương đều cả người công đức của phật như vậy ca đúng đừng để tôn báo điên ma đi ngồi kiện nhà trên búa tòa sư từ điện này bóng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của tiên chúng thập phương thế giới cũng như vậy kinh đại vương quán phần quá nghiêm phẩm và ma cung kệ tăng thứ 20 lúc đó do tầng lực của đứng Bồ Tát mỗi vị đều cùng phần sáng vị trang số Bồ Tát câu hỏi từ những thế giới ngoài mười vạn phần sáng vị trang số quấn độ mà định tinh của mười vị Bồ Tát đó là công đức lâm Bồ Tát huệ lâm Bồ Tát thắng lâm Bồ Tát vô ý lâm Bồ Tát tạm quỷ lâm Bồ Tát tinh tấn lâm Bồ Tát lực lâm Bồ Tát hạnh lâm Bồ Tát giác lâm Bồ Tát trí lâm Bồ Tát quấn độ của các ngài từ đó mà định theo thứ tự là thân huệ thế giới tràng huệ thế giới bổ huệ thế giới thắng hệ thế giới đẳng huệ thế giới kim cang huệ thế giới an lạc huệ thế giới nhẫn huệ thế giới tình huệ thế giới phạm huệ thế giới chư phật thế tôn nơi thế giới đó theo thứ tự là tượng trụ
nhãn phần Bồ Tát nhãn và vô trụ nhãn phần Bằng Đồng nhãn phần Thiên nhãn phần Giải Thoát nhãn phần Tham Đế nhãn phần Minh Tướng nhãn phần Tội Tượng nhãn phần Cám Thanh nhãn phần Chư Bồ Tát này đến Chư Bồ Tát đảnh lễ phần Rồi theo phương của mình đến điều riêng hóa hiện tòa sư tự liên hóa tạng mà ngồi kiến nhà trên nó tăng cả nhà ma thiên ở thầm phương thế giới đều như thế cả Bồ Tát quấn độ và Như Lai cũng đồng danh đồng hiệu như trên đông đa đương thế tôn từ trên ái bàn chân quán ra trong ngàn ngựa quang minh màu đêm diệu không thập phương thế giới tất cả đạo tràng phật và Bồ Tát đều hiện hiện cả bấy giờ không đứng làm Bồ Tát thừa oai lực của được Phật quan sát mười phương đói nói khề rằng Phật phóng đại quang minh chiếu khắp nơi mười phương đều thấy thiên nhân tôn thông đạt không chướng ngại Phật ngồi cùng nhà ma khắp cùng mười phương cõi việc này rằng là lụng thời gian rất nhiều trời nhà ma thiên vương ca ngợi mười Như Lai như hồi này đã thấy tất cả hồi cũng vậy nhưng chúng Bồ Tát kia đồng yêu với chúng tôi thăm phương tất cả cho diện đều pháp vô thường bộ quân của các ngài danh hiệu cũng không kháng đều riêng nơi bốn phật thành đô các và mạnh càng đến Như Lai kia danh hiệu cũng đều quân đội đều giàu vui thần lực đều tự tại tăng cả chúng mười phương đều thấy phần ở đây hoặc thấy ở nhân gian hoặc thấy ở thiên cung Như Lai ăn trụ khắp tăng cả các quân đồ này chúng tôi thấy phần ở tại thiên cung này xưa phán nguyện bồ đề khám đến mười phương cõi đến oai lực của phật cùng khám có nghị bàn địa sự tham thế gian đầy đủ vô biến đơn nên đang sớm thần thông chúng sanh đều thấy cả dù hành mười phương cõi như không vô ngại một văn vô lượng thân thân tướng bất khả năng phần công được vô biến thế nào lượng biến độ không dừng cũng không đi vào không trong pháp giới huệ lâm bồ tát thừa ai lượng của đứng phần quan sáng mười phương rồi nói kệ rằng đấng đạo sư thế gian đấng ly cứu vô thượng bằng cả tư nghị kiếp có đấng gầm gỡ phần phật phong đại quang minh thế gian đều khám thấy vì chung rộng diễn bày nhân quần sanh anh Như Lai xuất thế gian vì đời trời si tối là đèn sang thế gian y hữu có thấy đặc đã tu tiên giới nhận tinh tấn ba thiền định ba nhà ba la mật dùng đây chiều thế gian Như Lai không ai bằng buồn sanh chẳng thể đặt chẳng rõ pháp chân thiền thì không thể thấy phật thần phật và thần thông tự tại khó nghĩ bàn không đi cũng không đến thiện pháp độ chúng sanh nếu ai đặng thấy nghe đạo sư thanh tịnh tòa thăng ca ngán đạo xa lìa tất cả khổ vô lượng vô số kiếp tu tâm hành bồ đề chẳng thể biết nghĩa này chẳng thể đăng thành phật bằng cả tư nghị kiếp cũng như vô lượng phật nếu được đăng nghĩa này không được hương công kia cũng vàng với trăng bồ đề cả vô lượng cõi chẳng biết đăng nghĩa này trọn chân thành bồ đề luận đồ thắng lam bồ tát thừa hoài lượng của phật quan sát mười phương đời nói kệ rằng ví như thế không mấy bộ mặt trời phóng quang huy thập phương đều sáng chói quang minh không hàng lượng không ai lượng biến đạt người mực sáng còn vậy huống là kẻ mù loà chư phật cũng như vậy không đứng vô biên tề bằng khả tư nghị kiến chẳng thể phân biệt biến các pháp không lai sơ cũng không có tán giờ cũng không tự đổi sanh chẳng thể phân biệt đạt thằng cả pháp không đến vì thế nên không sanh vì đã không có sanh nên cũng không có gì vô sanh tất cả pháp vô diệt nếu biết đặng như vậy người này thấy đặng phật vì các pháp vô sanh nên không có tự tâm văn biểu biết như vậy người này đạt thắng nghĩa do vì pháp vô tánh không thể lo biến đặng nơi pháp hiểu như vậy luận đạo không cho hiểu nói đặng có sanh đó bởi hiện căn quân độ biến đặng thánh quân độ thì tâm không mê hoặc thánh quân độ thế gian quan sát đều như thiệt nơi đây biết đặng theo nói tất cả nghiệp bồ ý lâm bồ tát thừa hai lượng của đức phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng thân Như Lai rộng lớn rộng rãi nơi pháp giới chẳng rời bồ tát này mà không tất cả cho nếu ai nghe pháp này mà cũng khinh tin ưa rời hằng ba ấn đạo tất cả nhân khổ nạn giả sử như có người vào vô lượng thế giới chuyện tâm muốn đặng nghe sức tự tại của phật sự muốn tạm nghe không ai có thể đặng nếu ai thời quá khứ tin vào pháp như vậy đã thành lượng tôn tôn làm đèn sáng thế gian nếu ai sẽ đặng nghe
nếu có người đang nghe là do bốn miền lần. Nếu ai thọ trì đang dược vào pháp như vậy thì xong rằng tiếng thiết người này sẽ thành Phật. Muốn là xin tinh tấn lòng kiên cố chẳng bỏ nên biết người như vậy quyết định thành Bồ Đề. Luôn nó tham quý lắm Bồ Tát thừa hai lần của Đức Phật quan sáng mười phương rồi nói kể rằng nếu ai đang nghe pháp đi hộ từ tại này xin đăng lòng hoan hỷ chẳng trừ lưới si làm mừng thầy biết tất cả từ nói lời như vậy. Phật không gì chẳng biết vì thế có nghĩ bằng không có từ vô tri mà sanh ra trí huệ thời gian thường tối tăm nên không thể sanh đoạn như sắc và phi sắc. Hai này chẳng là một trí vô tri cũng vậy để nói điều sai biệt như tướng cùng vô tướng sanh từ với niết bàn phân biệt đều chẳng đâu. Trí vô tri cũng vậy thế giới mới thành lập không có tướng bại hoại trí vô tri cũng vậy. Hai từ chẳng đồng thời như Bồ Tát sơ tâm chẳng chung với hậu tâm trí vô tri cũng vậy hai tâm chẳng đồng thời vì như những tướng thân đều riêng không hòa hiệp trí vô tri cũng vậy đồng nào không hòa hiệp như thuộc a gia đa hãy diệt tấn cái đồng có trí cũng như vậy hãy diệt sự vô tri như lại không ai trên cũng không ai sánh bằng tất cả không so đồng thế nên khó gầm gờ tinh thần lâm Bồ Tát thừa oai lượng của Đức Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng các pháp vô sai biệt không ai biến đằng đó chỉ vẫn cùng phân biệt vị trí huệ đột đáo như vàng và màu vàng tánh nó vô sai biệt phạm vi pháp cũng vậy thể tánh vốn chẳng khác chúng sanh vì chúng sanh hai điều không chân thiện như vậy các pháp tánh thiệt nghĩa đều chẳng có vì như thời vị lai không có tương quá khứ các pháp cũng như vậy không có tất cả tướng vì như tướng sanh diệt càng thứ đều chẳng thiệt cả pháp đều chung vậy tự tánh vốn không có niết bàn bất khả thù thời gian nói có hai các pháp cũng như vậy phân biệt có sai khác như nương vàng bị đếm mà có cái hay đêm tánh kia vốn không có nên rõ phán như vậy ví như pháp tăng số thêm một đếm vô lượng phép đếm không thể tánh vị trí nên sai khác ví như các thế gian kiếp hòa có hư diện hư không chẳng tổn hư phản trị cũng như vậy như thập phương chúng sanh đều lấy thương hư không chứ phương cũng như vậy thế gian bọn phân biệt luôn đó lực làm Bồ Tát thừa ai lực của Phật quan sát mười phương đòi nói kể rằng tất cả chúng sanh giới đều ở trong ba thời những chúng sanh ba thời đều ở trong ngũ uẩn nghiệp là gốc của uẩn tâm là gốc các nghiệp tâm đó dường như huyền thế gian cũng như vậy thế gian chẳng tự làm chẳng phải cái khác làm mà nó đang có thành cùng lại đang có hồi thế gian dầu có thành thế gian dầu có hồi người đó thâu thế gian chẳng nên nói hai việc thế nào là thế gian thế nào phi thế gian thế gian phi thế gian chỉ là tên sai khác tâm thế và ngũ uẩn nói gọi là thế gian nói việc là phi thế như vậy chỉ nhờ danh sao gọi là cán uẩn cán uẩn có tánh gì tánh uẩn chẳng diễn đàng vì vậy nói vô sanh phân biệt các uẩn này tánh nó vốn không tình vì không nên chẳng diễn đây là nghĩa vô sanh chúng sanh đã như vậy chữ Phật cũng như vậy phần và các phần pháp từ tánh vốn không có biết rằng các pháp này như thiên không điên đạo người này biết tất cả thường thấy ở nơi trước hành lâm Bồ Tát thừa ai lượng của Đức Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng vì như mười phương cõi tấn cá những địa chôn tự tánh vốn không có không chỗ nào chẳng khâm thân Phật cũng như vậy cũng khâm các thế giới những sang tướng sai khác không dừng không chờ đợi chỉ do vì cái nghi nói tên là chúng sanh cũng chẳng lìa chúng sanh mà có đang cái nghiệp nghiệp tánh vốn không tình chúng sanh cho ý chí khám làm các hình sắc cũng lại không chờ đến những hình sắc như vậy nghiệp lực khó nghĩ bàn liệu đang căn bồn kia nơi trong không chỗ thấy thân Phật cũng như vậy chẳng thể nghĩ bàn đặng nhân sắc tướng sai kháng hiện khắp mười phương cõi thân chẳng phải là Phật Phật cũng chẳng phải thân chỉ lấy pháp làm thân thân đạt tấn cả pháp nếu thấy đằng thân Phật thành tình như pháp tánh với tất cả vào pháp người này không nghĩ làm nếu thấy tất cả pháp bồn tánh như niết bàn đầy thì thấy như lai rốt ráo vô sở trụ nếu tu tập chánh niệm sáng tỏ thấy chánh giác vô tướng vô phân biệt đại gọi pháp vương tự luôn đời giáng lâm Bồ Tát thừa hai lần của Đức Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng ví như hòa sư kia phân bố những màu sắc hy vọng lấy gì tướng đại chúng không sai khác trong đại chúng không sắc trong sắc không đại chúng cũng chẳng ngoài đại chúng mà có
không có nghĩ mang. Vì hiện tận cả sáng đều riêng chẳng biết nhớ, vì như nhà hòa sơ chẳng biết đang từ tâm, mà do tâm nên về càng phạm tánh như vậy. Tâm như nhà hòa sơ hãy về những thế gian, ô anh tự tâm sanh không pháp gì chẳng tạo. Như tâm Phật cũng vậy, như Phật chúng sanh đồng, phải biết Phật cùng tâm thể thành đều vô tận. Nếu người biết tâm anh bảo không càng thế gian, người này thì thấy Phật rõ Phật chân thiệt tánh. Tâm chân trụ nơi tâm, tâm chân trụ nơi tâm, mà làm đạo Phật sơ tự tại chưa từng có. Nếu người muốn rõ biết tất cả Phật ba đời, phải hoàn Phật với tánh tất cả duy tâm tạo. Trì tâm Bồ Tát từ hoài lực của Đức Phật, hoàn sáng mười phương rồi nói kệ rằng: sợ tu chẳng thể lấy, sợ kiến chẳng thể thấy, sợ văn chẳng thể nghe, những tâm bất tư nghi, vô lượng và vô lượng cả hai chẳng thể lấy. Nếu có ai muốn lấy, ruộng ráo chẳng thể đạt. Chẳng nên nói mà nói, đây là từ khi dối. Viện bệnh chẳng thành tổ, chẳng khiến chúng vui mừng. Có người muốn khen Phật, vô biên diệu sáng thân, tặng cả vô số kiếp, không kể thuộc hết đàn. Vì như châu như ý, hay hiện tất cả màu, không màu mà hiện màu, chữ và cùng như vậy. Lại như hư không sanh, vì sanh chẳng thấy đàn. Dẫu hiện tất cả sân, không ai thấy hư không, chữ và cùng như vậy. Hiện khắp vô lượng sanh, chẳng phải cảnh của tám, tất cả chẳng thấy đàn. Dẫu nghe tiếng Như Lai, âm thanh chẳng phải phòng, cũng chẳng ngoài âm thanh. Biết rằng đấng chánh giác Bồ Đề không lai khứ, lìa tất cả phân biệt, thế nào ở trong đó. Tự nói là thấy đàn, chữ Phật không có pháp, phần chỗ nào có nói. Chỉ theo tự tâm chúng, cho rằng Phật nói pháp. Kinh Đại Phương Quán Phần Quả Nghiêm Phẩm Thẩm Anh Thứ 24 luôn. Bây giờ thừa thần lực của Đức Phật, không đứng làm Bồ Tát nhập Bồ Tát. Thiện tư gì tám mối nhầm tám mùi này rồi. Mười phương đều có hương vàng Phật sáng, vi trần sổ thế giới và có vàng Phật sáng, vi trần sổ chư Phật đều hiểu công đứng lắm. Tất cả hiện ra nơi trước mà bao công đức lâm Bồ Tát rằng lành thay Phật tử. Ông có thể nhập thiện tư gì tám mùi này, mười phương này đều có vàng Phật sáng, vi trần sổ Như Lai cùng một danh hiệu động gia hộ ông, và cũng là nguyện lực tăng thông của Phật Tỳ Lô Giá Na và tiền căn lực của chúng Bồ Tát khiến ông nhập tam muội này, đại diện tiếng pháp vị tăng trưởng phát triển, vị tham nhập tam giới, vị đo chúng sanh giới, vị sơ nhầm vô ngày, vị sợ hành vô chứng, vị đẳng vô lượng vương, vị nhiệm tu những tiết trí tánh, vị giác ngộ tất cả phạm, vị biên tất cả căn tánh, vị có thể tỏ trì giảng thuyết tất cả pháp, nghĩa là phát khởi mười hành của Bồ Tát này. Phân tử ông nên thừa hai lần của Phật mà diện thuyết pháp thầm anh này. Chữ Phật khuyên cáo xong liền bán cho công đức lâm Bồ Tát vô ngày trí, vô trường trí, vô đoạn trí, vô sư trí, vô sĩ trí, vô dị trí, vô tăng trí, vô lượng trí, vô tăng trí, vô giải đại trí, vô đoạn trí. Tại sao vậy? Vì công lực của tam muội này là như vậy. Chữ Phật đều đưa tay hù xóa đành của công đức lâm Bồ Tát. Lúc đó công đức lâm Bồ Tát xuất định nói với chư Bồ Tát rằng: thưa chư Phật, tự hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bằng, đằng hạnh đó đồng với pháp giới hư không giới. Vì Bồ Tát học theo tám thế chư Phật mà tu hành, vậy những gì là hạnh của Bồ Tát? Thưa chư Phật, từ đại Bồ Tát có mười hạnh sau đây mà tám thế chư Phật đều tiếng nói: một là hoan ý hạnh, hai là nhiều ính hạnh, ba là vô vi nghịch hạnh, bốn là vô khoáng nhiều hạnh, năm là vô si loạn hạnh, sáu là thiên nghiền hạnh, bảy là vô trước hạnh, tám là năng đắc hạnh, chín là thiện pháp hạnh, mười là chân thiện hạnh. Thế nào là Bồ Tát hoan ý hạnh? Bồ Tát này làm đại tí chú Phạm có vần gì điều bố tí rằng: ca long bình đẳng không hề hối tiếc, chẳng trong qua bao, chẳng cầu thiên tam, chẳng tham lợi tướng, chỉ vì cụ hộ tất cả chúng sanh, vì nhiệm thờ chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, vì hồng tâm bốn anh của chư Phạm, vì nhớ đến bốn anh của chư Phạm, vì thành mến bốn anh của chư Phạm, vì thanh tịnh bốn anh của chư Phạm, vì tăng trưởng bốn anh của chư Phạm, vì trụ trì bốn anh của chư Phạm, vì nguyện bốn anh của chư Phạm, vì diện thiên bốn anh của chư Phạm, vì khiến chúng sanh thoát khổ đang vui lúc đại Bồ Tát. Tổ anh này khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, mình tịch chốn nào cõi nào nghèo thiếu. Bồ Tát dùng nguyện lực sanh nơi đó làm nhà hào quý giàu có, vô tận và sự trong mọi niềm có, vô lượng chúng sanh đến cho Bồ Tát, vì đời khác mà sinh tịnh nơi thân Bồ Tát để ăn. Bồ Tát liền lòng tịnh nơi thân mình để dưỡng cho họ kiến lòng họ tỏa mang vui mừng, không ngày kịp xa từ chối, chỉ càng tăng trưởng tâm từ bi. Vì thế nên chúng sanh đều đến để xin cầu Bồ Tát, thấy họ định xin lòng thêm hoan hỷ, vì nghĩ rằng tôi đang lời lớn các chúng sanh này là phước điện của tôi, là thiện ngô của tôi. Tôi chẳng cầu chẳng tin mà họ định dạy tôi vào trong Phật pháp, tôi phải tu hoàn từng hành như vậy, không để trái ý chúng
Bồ Tát lại nghĩ rằng nguyện như căn lành mà tôi đã sẽ hãy đương thần ảnh làm cho tôi tỏ tăng ngần tỏ lờ trong tất cả thế giới để đăng đêm tình nơi tăng cung cấp cho tất cả chúng sanh bị đói khổ tình quang mai khẳng lấy Bồ Tát nhận đến con một chúng sanh nhỏ chứa nó đủ thì tôi nguyện không sao mang do tiền căn này nguyện đăng vô thượng Bồ Đề chứng đại niết bàn nguyện cho những chúng sanh đã ăn thịt tôi cũng đều đăng vô thượng Bồ Đề đăng trí bình đăng độ những Phật pháp đồng làm phạn sơ nhân đến nhập phố như niết bàn nếu còn một chúng sanh lòng chưa thọ mạng tuệ tròn chẳng chứng vô thượng Bồ Đề Bồ Tát lợi ích chúng sanh như vậy mà không ngã tưởng chúng sanh tưởng ngô tưởng mang tưởng căn tứ tưởng Bồ Đăng nhã là tưởng nhân tưởng ma na ba tưởng tán gia tưởng thọ gia tưởng chi quán pháp giới chúng sanh về vô biên tây quán không pháp vô sở hữu pháp vô tướng pháp vô thể pháp vô sự pháp vô ý tác vô tác pháp lúc quán như vậy chẳng thấy tự tánh chẳng thấy văn bồ tê chẳng thấy người thọ chẳng thấy phước điện chẳng thấy nghiệp chẳng thấy bao chẳng thấy hoa chẳng thấy đại hoa chẳng thấy tiêu hoa lúc mấy giờ bồ tát quán thẳng vô tăng ngà tâm thế chúng sanh đều liên hòa diệt mà nghi đừng là thay cho chúng sanh ngũ si vô trí ở trong sanh tự tạo vô số thăng mong anh chẳng tam dừng mở về nơi hòa diệt hoàng đa hoàng niệm hoàng xê hòa diệt mà ho chẳng thể đêm tăng chẳng bên để cầu thăng kiến có tội vai hồng tâm những điều mà chữ văn đa hồng tâm để đang chứng nhất thiết trí biết nhất thiết pháp rồi vì chúng sanh diện thiết tam thế bình đẳng tùy tuần phạm tăng tịnh tình bắn ngoài kiến mà đang vinh viên ăn ngon khói làng đây gọi là bồ tát oan nghị hành tứ nhất chưa phân tư những gì là bồ tát nhiêu ánh hành bồ tát này hộ trì thành giới lòng không nhiều chưa sáng thanh hương vì xuống cùng đem sự vô trường ngày nơi về chúng sanh chẳng cầu ai thế chẳng cầu chúng tao chẳng cầu giàu có chẳng cầu sáng tướng chẳng cầu ngồi vui tất cả đều không nhiễm trước chi bàn giờ tánh giới tự nghi tối tri tình giờ quyển xe bỏ lìa tăng ca triển phước tham cầu nhiệt nào càng đang bứng ngăn vì bán luận trường đề đang chánh pháp bình đang của thọ khen ngợi luận bồ tát tri tình giới như vậy trong một ngày nhà sư có vô số đại ác ma đêm vô số thiên nữ tiện đẹp trang sức lòng lây phụ nhạc đơn ca đến muốn làm mê lòng đạo tâm của bồ tát này bồ tát này liền suy nghĩ rằng cảnh ngu dụng này là thứ chứng đạo nhận đến chứng vô thường bồ đề do đây nên bồ tát chẳng có một niềm dùng tương lòng thanh tịnh như phần chỉ trừ phương tiện giao hoa chúng sanh nhân văn không đời tâm nhân tiên trí bồ tát không vì nhân duyên ngu dùng mà làm nào hại muôn chúng sanh tha bồ tát mà chở tròn không làm sợ nào hơi chúng sanh bồ tát từ khi đặng thầy phật đến nay chưa từng có một niềm nhục tự uống là làm theo bồ tát thường nghe các chúng sanh mày tự nhớ ngu dục hướng đến ngu dục tham trước ngu dùng lòng ngò quyết phải say mê chìm đắm rồi theo đó mà lũ chuyện không đang tự tại đây tôi phải nơi kiên bò mà nay cùng các thiên nữ trụ nơi tình giới không tôi chuyện nơi nhân địa trí đang vô thương bồ đề nhân đến và vô dư niết bàn vì đây là biển mà tôi phải cần hành tôi phải học tập theo và phải rời bỏ ác hành chấm ngã si mê dùng trí huệ vào tận ca phật pháp dạng tiện cho chúng sanh khiến họ trừ điên đạo nhưng biết không ngoài chúng sanh có điên đạo không ngoài điên đạo có chúng sanh chẳng ở trong điên đạo có chúng sanh chẳng ở trong chúng sanh có điên đạo cũng chẳng phải điên đạo là chúng sanh chẳng phải chúng sanh là điên đạo chẳng phải nội pháp ngoại pháp chúng sanh cũng chẳng phải nội pháp ngoại pháp tận ca căn pháp điều hư vong chẳng thiệt chúng sanh chẳng diệt không kiên cố như mộng như hiện như bóng như vang nói dối để phần ghê ngu hiếu đặng như vậy liền nhân ngộ đặng tất cả pháp minh tông đạt sanh tử và niết bàn chứng quả vì phật từ độ và khiến người đặng đô tự giải thoát và khiến người giải thoát từ điều phục và khiến người điều phục từ tịnh tinh và khiến người tịnh tinh tự an ổn và khiến người an ổn từ ly cấu và khiến người ly cấu từ thanh tịnh và khiến người thanh tịnh từ niết bàn và khiến người niết bàn từ khỏi lan và khiến người khỏi lan bồ tát đi lại tự nghĩ rằng tôi phải tùy tuần tấn cả như lai đời tấn cả hình vì thế gian còn nên tất cả phán pháp trụ nơi vô tượng bình đẳng xem chúng sanh bình đẳng rõ dù cảnh giới lia lối như phân biệt bỏ chấm trước khéo xuất ly tấm luôn ngang trụ nơi trí huệ thâm thắm vô thượng vô thiết vô y vô đồng vô lượng vô biến vô tạng vô sáng đây gọi là bồ tát nhiều ánh năng tứ hai những gì là bồ tát vô vi ngánh anh bồ tát này thường tu nhẫn pháp kim ma cũng kinh chẳng từ hai chẳng hai người chẳng hai mình hai người chẳng từ tổ trước chẳng tổ trước người chẳng tổ trước cả hai cũng chẳng làm cầu danh tiếng lợi lộc chỉ nghi rằng tôi phải luôn thiết pháp cho chúng sanh khiến họ lìa tấn cả sự ác dứt phiền nào khiến họ luôn nhân nhục nhu hòa bồ tát thanh tu nhân pháp như vậy và sự có vô số chúng sanh ác đến cho bồ tát đem vô số lời ác mắng như
nhất treo chồng nguyện rùa động tay cầm dao gầy đập chém trải qua vô số kiếp không thôi. Bồ Tát bị sự bứng khổ vô cùng này sẫm vai chân từ nghi răng tối những sự khổ nhục này điều lòng động loạn thì là tự chẳng điều phục tự chẳng dư dinh tự chẳng sang suốt tự chẳng tu tâm tự chẳng chánh định tự chẳng tình tình tự chẳng ai tự sanh chấm trước thì đâu có thể làm cho người khác lòng động thanh tịnh. Lúc đó Bồ Tát lại nghĩ tôi từ vô thí kiếp trụ nơi sanh tự chịu nhiều khổ nào suy nghĩ như vậy rồi càng tự kính lệ thêm khiến lòng thanh tịnh mà rằng vui mừng khéo từ điều nhiễm tự có thể an trụ nơi trốn phật pháp cũng kiến chúng sanh đồng đẳng pháp này lại suy nghĩ tặng này không tịnh không ngã ngã sợ không thiệt tánh trong rộng không hai điều không có hoặc khổ hoặc vui vì tất cả pháp đều trong không vậy tôi phải hiểu rõ để đòi rộng cho người khiến cả chúng sanh về trừ kiến chấp này vì thế nên giờ nay tôi bị khổ nhục tôi phải nhận thọ vị thương sâu chúng sanh vì lợi ích chúng sanh vì an vui chúng sanh vì nhiều nợ chúng sanh vì chẳng bỏ chúng sanh vì đệ tử giác ngộ và khiến người giác ngộ vì lòng không đối chiến ứng lãnh phần nào đây là Bồ Tát vô vi nghịch hành thứ ba chư phần tự chẳng gì là Bồ Tát vô khuẩn nhiều hành Bồ Tát này tu ánh tinh tấn đề nhật tinh tấn đại tinh tấn tăng tinh tấn thù tăng tinh tấn đôi tăng tinh tấn tôi nhiều tinh tấn tượng tinh tấn vô tượng tinh tấn vô đẳng tinh tấn phổ biến tinh tấn tánh không tam sanh si tánh không kêu mạng phủ tam sanh tật chìm cuốn tánh tự tâm quý tròn chẳng vì nào chúng sanh mà tinh tấn chế vì dương tấn cả phiền nào mà tinh tấn chế vì nhô gốc phiền nào mà tinh tấn chế vì đờ tấn cả tâm chế mà tinh tấn chế vì biến tất cả chúng sanh rồi mà tinh tấn chế vì biết tất cả chúng sanh trên đây sanh kia mà tinh tấn chế vì biết phiền nào của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chế vì biết sở tình của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chế vì biết cảnh giới của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chế vì biết căn cơ tăng liệt của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chế vì biết tâm hành của tất cả chúng sanh mà tinh tấn chế vì biết tất cả phạm giới mà tinh tấn chế vì biết tánh căn bản của tất cả phạm và mà tinh tấn chế vì biết tánh bình đẳng của tất cả vào pháp mà tinh tấn chế vì biết tánh tam thế bình đẳng mà tinh tấn chế vì đẳng trí quang minh của tất cả phạm và mà tinh tấn chế vì chân trí của tất cả vào pháp mà tinh tấn chế vì biết nhân biết tướng của tất cả pháp mà tinh tấn chế vì biết nhất thiệt tướng của tất cả Phật pháp mà tinh tấn chế vì biết tất cả vạn vật vô biên tế mà tinh tấn chế vì đang trí thiện xảo quyết định quan đại của tất cả vào pháp mà tinh tấn chế vì đang trí nguyên thiết cố nghĩa của tất cả Phật pháp mà tinh tấn Bồ Tát trọn nên hành tinh tấn như vậy rồi có thể vì mọi mọi chúng sanh trong vô số thế giới mà chịu khổ vô gián địa ngục trong vô số kiếp để những chúng sanh đó đang gặp phật đang hưởng vui nhận đến đặng vô dư nếu bằng rồi mình sẽ chứng vô thượng vô đề giả sử có người bao có vô lượng vô số đại ai ông sẽ lấy đầu sợi lòng chấm từng giọt cho đến khô cạn ba nghìn vô lượng vô số thế giới làm bụi đếm biết rõ số giọt số bụi ấy ông vì chúng sanh trải qua kiếp số bằng số giọt số bụi ấy mà chịu khô gian dấn bồ tát giàu nghe lời trên đây nhưng không hề có một niệm tội khi chỉ càng thêm hứng ở vui mừng tội may mắn đặng lời lành lớn vì do sức của tôi mà vô lượng chúng sanh kia thoát khổ hàng bồ tát này đem phương tiện tận hành trong tất cả thế giới làm cho tất cả chúng sanh đặng rốt ráo vô dư niết bàn đây gọi là Bồ Tát vô khuất nhiều hành từ tư những gì là Bồ Tát ly si loạn hành chữ phân tư Bồ Tát này tận tu chánh niệm tâm không tán loạn kiên cố bất động tội thường thanh tịnh rộng lượng vô lượng không có mê hoặc vì do chánh niệm này nên khéo hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian hay trì ngôn tiết của các pháp xứng thế như là hay trì ngôn tiết sẵn pháp vì sẵn pháp hay trì ngôn tiết kiến lập sẵn tự tánh hằng đến hay trì ngôn tiết tỏ tường hành tưởng tự tánh mà tâm không suy loạn ở trong thế gian chánh đây sanh kia tâm không suy loạn nhậm tai xuất tai tâm không suy loạn phát tâm bồ đề tâm không suy loạn thờ tiền trí đức tâm không suy loạn xiển tu phật pháp tâm không suy loạn rồi biến ma sự tâm không suy loạn liền những ma nghiệp tâm không suy loạn trọng bằng cả tiếng kiếm tu bồ tát hành tâm không suy loạn bồ tát này thành tựu vô lượng chánh niệm như vậy trọng vô lượng vô số kiếm đằng nghe chánh pháp nơi chư phần bồ tát tiền trí tướng như là tâm tâm pháp hoàng đại pháp trang nghiêm pháp những thứ trang nghiêm pháp pháp diện tiệt các loại danh cô quan tham pháp bồ tát trang nghiêm pháp phật tăng lực quang minh bố thượng pháp thật chân thắng giải thanh tịnh pháp trang nghiêm trướng tất cả thế gia pháp phân biệt tất cả thế gia pháp ráng hoàng đại pháp rời mê si chiếu rõ tất cả
cả chúng sanh pháp cùng đồng với tất cả đệ gia pháp chẳng cùng đồng với tất cả thế gian pháp. Bồ Tát trí vô thượng phạm nhật tiến trí tự tại. Bồ Tát đặng nghe những pháp như vậy rồi trải qua vô số kiếp chẳng quên chẳng mất tâm tưởng ghi nhớ không gián đoạn. Tại sao vậy? Vì trong vô lượng kiếp lúc tu hành Bồ Tát tròn chẳng làm nào loạn một chúng sanh kiến ở một chánh niệm chẳng hoa chánh pháp chẳng đoạn tiền căn tâm luôn tăng trưởng trị hoài rộng lớn. Lại với Bồ Tát này những từ âm thanh không làm hoặc loạn đặng như là tiếng cao to tiếng to trừng tiền khiến người ca sợ tiếng chẳng đẹp lòng tiếng hiến lòng nhị tướng tiếng trợ hòa nhị căn. Bồ Tát này dầu nghe vô lượng vô số âm thanh ấy giờ như vậy nhưng chưa từng có một niềm tan loạn nghĩa là chánh niệm chẳng loạn cảnh giới chẳng loạn tâm mùi chẳng loạn và pháp thầm thầm chẳng loạn. Hạnh Bồ Đề hành chẳng loạn phát Bồ Đề tâm chẳng loạn nhớ niệm chư Phật chẳng loạn quan pháp chân thiện chẳng loạn trí hóa độ dùng sanh chẳng loạn trị tâm tình chúng sanh chẳng loạn nguyện loạn nghĩa thầm thầm chẳng loạn vì chẳng làm nghiệp mang đến không ác nghiệp chương vì chẳng cơ phiền não nên không phiền não chương vì chẳng kinh mang pháp nên không pháp chương vì chẳng nguyện ban chánh pháp nên không có báo chương. Bồ Tát này nhập chánh định trụ nơi thánh pháp tự diệt quán sát tất cả âm thanh khéo biết tướng sanh trụ dị diệt của âm thanh khéo biết tánh sanh trụ dị diệt của âm thanh nghe âm thanh. Bồ Tát này không sanh lòng tham sân không mất chánh niệm cao lấy tướng mà không nhiệm trưởng biết tất cả âm thanh đều không cho có thiệt chẳng thể đặng không có tác giả cũng không bồn tế đồng với pháp giới không sai khác. Bồ Tát này thành tụ hành tân người tình tình như vậy tăng đến nhưng tiếng trí không tôi truyền kéo vào tất cả môn tiền định biết các tam bồi đồng một thể tánh rõ tất cả pháp không có biên tê đặng tất cả pháp chân tiệt trí huệ đặng thầm tâm tam bồi lý âm thanh đặng vô số môn tâm bồi thêm lớn vô lượng tâm đại bi. Bây giờ trong con bồn niệm Bồ Tát này đặng vô số trăm ngàn tam bồi nghe những tiếng như vậy tâm chẳng hoặc quan khiển tam bồi này lần lần càng thêm rong. Bồ Tát này nghĩ rằng tội phải làm cho tất cả chúng sanh an trụ trong niềm thanh tịnh vô thượng tội nhất thiết trí đang bắt tối chuyện đồng đạo thành tựu vô như niên bàn đây gọi là Bồ Tát lý si loạn hành từ năm những gì là Bồ Tát thiện hiện hành. Bồ Tát này ba nghiệp tận ngư ý điều thanh tịnh trụ và tùy hiện điều vô sở đáng biết đang ba nghiệp điều vô sở hữu vì không hư vọng nên không hề phương pháp cho tùy hiện điều vô tánh vô ý trụ tâm như tiểu biển vô lượng tâm tự tánh biết tất cả và tự tánh vô đẳng vô tướng đất sâu khó vào trụ nơi chánh vị chẳng như pháp tánh phương tiện xuất sanh mà không nghiệp bảo vật sanh bấn diện trụ nếu bạn giải trụ tánh tình tình trụ nơi tánh chân tiệt vô tánh đường ngự ngôn dược siêu các thế gian không sợ ý nhập pháp lý phân biệt không được nhập pháp trì tối thắng chân thiện nhập pháp chẳng phải thế gian có thể rõ biết xuất thế gian đây là phương tiện tiện sao thì hiện sanh tướng của Bồ Tát này. Bồ Tát này nghĩ rằng tất cả chúng sanh vô tánh làm tánh tất cả các pháp vô vi làm tánh tất cả quận độ vô tướng làm tượng tăng ca tám tế chỉ có ngôn tiếng tất cả ngôn tiếng ở trong các pháp không có ý sự tăng ca các pháp ở trong ngôn thiết cũng không ý sự như vậy. Bồ Tát này hiểu tất cả pháp thầy đều đằng sau tất cả thế gian thấy điều tình tình tất cả vạn vào không cho thêm Phật pháp không khác pháp thế gian pháp thế gian không khác vạn vạn phong pháp và thế gian pháp không có tạm loạn cũng không sai khác rõ biết pháp giới thể tâm bình đẳng vào không tâm tế vĩnh viễn chẳng bao lìa tâm đại Bồ Đề luôn chẳng tội chuyện tâm giáo hóa chúng sanh càng thêm tăng trưởng tâm đại từ bi làm cho sở ý cho tất cả chúng sanh. Bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi không thành tục chúng sanh thì ai sẽ thành tục tôi chẳng điều phục chúng sanh thì ai sẽ điều phục tôi chẳng giáo hóa chúng sanh thì ai sẽ giáo hóa tôi chẳng giáng ngộ chúng sanh thì ai sẽ giáng ngộ tôi chẳng thành tinh chúng sanh thì ai sẽ thành tinh. Đây là những điều đang cho tôi bái từng anh Bồ Tát này lại nghĩ rằng điều tôi tự hiểu và thâm tâm này thì chỉ một tôi riêng đằng giải toán chứng vô thượng Bồ Đề mà các chúng sanh khác mù tối xa vào đường im lớn bị nhân phiền nào triêu phương những người bình năng luôn thọ khổ thống ở trong ngục thảm mai không từ đá khói chẳng rời địa ngục ngà quỳ súng sanh còi vua diêm la chẳng diệt đằng khô chẳng bỏ nghiệp mà từng ngờ si ám chẳng thấy chân tiệt luân hồi sanh từ không ra khỏi đằng trụ nơi bản năng nhưng có nhiệm mấy nhớ nhân phiền nào che dương tâm mà ta kiến lắm mê chẳng thường anh chánh đạo Bồ Tát này quan sát những chúng sanh rồi nghĩ rằng nếu những chúng sanh này chưa thành tựu chưa điều phục tôi bỏ họ mà chứng vô thượng Bồ Đề thì con nên hỏi xe trương giáo hóa chúng sanh trong bậc cả tiên bấn cả điện kiểm từng hành hạnh Bồ Tát kia chưa thành tục trường làm cho đang thành tục kia chưa điều phục trường làm cho đang điều phục Bồ Tát này luôn trụ hành trình đây hẳn chưa tiên ma phàm sa môn bà la môn tất cả thế gian càng tác bà a tu la văn văn nếu có ai đang thấy và tạm thời
đồng ở chung với Bồ Tát này. Rồi kinh trong cúng dường ba tam nghe qua tam một phiền đề tam đều không luôn nguồn nhưng định sẽ thành vô thượng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát thiền hệ hành từ sáu những gì là Bồ Tát vô trước hành chư phần tử. Bồ Tát này dùng tam bố trước ở trong mỗi niệm sẽ nhập vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế giới với các thế giới tam cộng trăm trướng. Bồ Tát này qua đến chỗ của vô số Như Lai mà kính lễ cúng dường, dùng vô số hoa trạng hoa hương hương bột hương thoa y phục trang bồ trạng vang lộng đêm đồ trắng nghiêm điều vô số để cúng dường chữ Như Lai cúng dường như vậy để rộng ra và Vô Tát để trụ pháp bất tư nghi ở trong mọi niệm tại vô số vạn nơi chư Phật tâm không chấm trước nơi các cõi và cũng không chấm trước nơi tướng hạ của Phật cũng không chấm trước thấy quang minh của Phật nghe vạn tiêu pháp cũng không chấm trước nơi tầm vượt thế giới và những chân ngôi của Phật Bồ Tát cũng không chấm trước nghe Phật pháp sang lòng quan niệm chỉ lực rộng lớn có thể nhiễm thọ có thể hành tri căn hành Bồ Tát nhưng với Phật pháp vẫn không chấm trước Bồ Tát này trong bất khả thi kiếp thấy bất khả thi phần sự thế nơi mọi đức Phật tuẫn ta cúng dường thấy điều tròn bằng cả tiên kiếp tâm không nhằm đồ thấy Phật nghe pháp và thấy Bồ Tát chúng hồi trang nghiêm điều không chấp trước thấy thế giới ấy trượt cũng không biết chăng tại sao vậy vì Bồ Tát này quán sát đúng với Phật pháp trong Phật pháp không có không tịnh không tội không sáng không khác không đồng không thiền không bằng không an ổn không niềm nạc không chánh đạo không ta đạo Bồ Tát thâm nhập pháp giới như vậy giáo hóa chúng sanh mà với chúng sanh chẳng sanh chóng trước tọa trì cả pháp mà nơi ca pháp chẳng chóng trước phát Bồ Đề tam trụ nơi phần trụ mà nơi phần trụ chẳng sanh chóng trước giàu có ngôn thiết mà không dầm ngôn thiết vào chúng sanh đau mà không chấp chúng sanh đau đó biết tâm mùi hay nhập hay trụ mà nơi tâm mùi tâm không chấm trước qua đến vô lượng phần đồ hằng vào hằng thấy hằng trụ mà nơi phần đồ tâm không chấm trước lúc bỏ đi cùng không liên tiếp vì Bồ Tát này có thể không chấp trước như vậy đến tâm không chướng ngại đối với phần pháp ra phần Bồ Đề đừng phát tiện ni trụ Phật chánh giác kiến Bồ Tát hành trụ Bồ Tát tâm tự nhiên pháp giải thoát của Bồ Tát nơi trụ xứ của Bồ Tát tâm không nhiệm trưởng nơi viện làm của Bồ Tát cũng không chấm trước thành tình Bồ Tát đạo tọa Bồ Tát ký được tọa ký rồi tự nghi rằng kẻ phàm phu ngũ si không biết không thấy không tin không hiểu không thường hành sáng suốt vẫn cố thăm trước lô chuyện sanh từ chẳng đâu thấy vào chẳng theo bừng mình đau chẳng tin đắng điều ngờ mê lầm vào nơi hiểm đau chẳng kính đức vua thâm lượng chẳng biên ấn Bồ Tát tham liên trụ sự nghe pháp không thể quá sợ sẽ chánh pháp sanh ta pháp bỏ đường bằng vào đường hiểm trái với phần theo ý ma nơi các cõi vô lậu bên trong chẳng bờ Bồ Tát này quan sát chúng sanh như vậy thêm lượng tam đại bi sanh các căn lành mà không chăm trương luôn đó Bồ Tát này lại nghĩ rằng tôi sẽ vì một chúng sanh nơi mọi quốc độ trong thầm vườn thế giới trải qua bất khả tiếng bất khả thì kim giáo hóa thành tục như vì một chúng sanh vì tất cả chúng sanh cũng như vậy trọn chẳng vì đây mà nhằm lìa bỏ đi nơi khác lại lấy đầu sợi long khắp lượng phạm giới nơi chỗ đầu sợi long trọn bất khả tiếng bất khả thì kim giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh như nơi đầu một sợi long nơi tất cả đầu sợi long đều như vậy chẳng chấp trước ngã chẳng khởi tưởng ngã ngã sợ nơi mọi đầu sợi long tu Bồ Tát hành tạng vì lai kiếp chẳng chấp trước nơi tăng nơi pháp nơi niệm nơi nguyện nơi tam muội nơi quán sát nơi tịnh định nơi cảnh giới nơi sự giáo hóa điều phục chúng sanh cũng chẳng chấm trước nơi sự nhập pháp giới tại sao vậy vì Bồ Tát này nghĩ rằng tôi phải quán sát tất cả pháp như hiện chư Phật như văn Bồ Tát hành như giấc mơ Phật thuyết pháp như vang tất cả thế gian như hoa vì do nghiệp báo chấp trì thân sai biệt như nguyên vị do hành lực khởi ra tất cả chúng sanh như tâm do này đồ các thứ tập nhìn tất cả pháp như thiên tề vì chẳng thể đổi khác Bồ Tát này lại nghi rằng tôi sẽ tương hành Bồ Tát ngành trong tập phương tất cả quần đồ niệm niệm đo thâu tất cả Phật pháp chánh niệm miệng thì con chấm lấy Bồ Tát quán thân vô nghe như vậy thì tại Phật vô ngại vì giáo hóa chúng sanh mà diện tiệt cao pháp làm cho họ đổi với phạm và phát sanh vô lượng oan nghị và lòng tin thanh tịnh của họ tất cả chúng sanh lòng không nhầm mọi vì không nhầm mọi nên trong tất cả thế giới nếu có chúng sanh chưa thành tựu chưa niêu phương thì liền đến đó dùng phương tiện hóa đồ trong những chúng sanh đo các thứ tiền các thứ nghiệp căn thứ trong căn thứ tùy vì căn thứ hòa hợp căn thứ lưu chuyển căn thứ viện làm căn thứ cảnh giới căn thứ sanh căn thứ chánh Bồ Tát này do đại nguyện ở trong đó mà giáo hóa họ chẳng để tâm họ có đông có thối cũng chẳng có một niềm nhiễm trước tại sao vậy vì Bồ Tát này đã đang vô trước vô ý từ lời và lời ta đều thanh tịnh đầy đủ đây gọi là Bồ Tát vô trước hành tứ bởi những gì là Bồ Tát năng đắc hành Bồ Tát đây thành tựu căn lành có đăng căn lành có phổ căn lành đối năng căn lành chẳng tệ hư căn lành không tệ hư căn lành chẳng địa bằng căn lành vô tâm căn lành sức tự tại căn lành nơi đứng lớn căn lành đồng bốn tâm
tối tăng cả vân lục Bồ Tát này tu cả công hạnh ở trong Phật pháp đang sơ hiệu tối tăng nơi Phật Bồ Đề đang sơ hiệu quang đại chưa từng tôi nghĩ nơi nguyện Bồ Tát tặng tất cả kiếm lòng không mình mời với tất cả cô chân sành nhảm lia chỗ tất cả chúng ma không bị dao động đàn tặng cả phận ô niệm làm đầy đủ tất cả cô hạnh của Bồ Tát xin tô Bồ Tát hạnh công lời trẻ nơi đây thường nguyện luôn chẳng tối chuyện Bồ Tát này ăn trụ nơi đang lắc hành đổi ở trong mọi niệm có thể chuyển vô số kiếp sanh tư mà chẳng bỏ đại nguyện của Bồ Tát nếu có chúng sinh nào tôn kính cũng dường nhàng đến tay nghe Bồ Tát này điều đang chẳng tôi chuyển nơi vô thượng Bồ Đề Mô Tát này do biết chúng sanh chẳng phải có những chẳng bỏ tất cả chúng sanh vì như tiếng trương chẳng dừng bờ này chẳng đâu bờ kia chẳng dừng dưa dặn mà có thể đưa chúng từ bờ này qua đến bờ kia vì qua lại không thôi nghĩ vậy Bồ Tát này cũng như thế chẳng trụ sanh tư chẳng trụ điện bàn cũng chẳng trụ dưa dặn sanh tư mà có thể độ chúng sanh từ bờ sanh tư này đặng họ lãnh bờ niết bàn kia nơi ăn muốn vô ý không lưu nào Bồ Tát này chẳng chấp trước chúng sanh chẳng bỏ một chúng sanh mà đến với số đông chẳng bỏ số đông mà đến một chẳng tăng chẳng giảm đổi với chúng sanh giới cũng chẳng sanh chẳng diệt chẳng tăng chẳng trường chẳng phân biệt chẳng riêng các đối với chúng sanh giới tại sao vậy vì Bồ Tát này thâm nhập chúng sanh giới như phạm giới chúng sanh giới và phạm giới không có hai trong pháp không ai không tăng không giảm không sanh không diệt không ngủ không vô không lấy không tư cũng không chấm trước nơi không hai vì Bồ Tát rõ biết tất cả pháp pháp giới vô nhi vậy Bồ Tát này như vậy thâm nhập phạm giới trụ nơi vô tướng dùng tướng tâm tinh trang nghiêm tăng bình rõ pháp Bồ Tát mà có thể phân biệt tất cả pháp tướng chẳng chăm lấy chúng sanh mà có thể biện rõ số chúng sanh chẳng chấm trước thế giới mà có thể hiện thân khắp Phật xa chẳng phân biệt pháp mà khéo vào phần pháp thâm đàn nghĩa ly mà diện rộng ngôn giáo rõ chân tế ly dụng của tăng ca pháp mà chẳng dứt đạo Bồ Tát chẳng thôi Bồ Tát hành thường xuyên tố tâm hành vô tạng tự tại vào nơi tánh tinh vãng giới viên như cỏ gỗ để lấy lửa lửa cháy vô lượng mà lửa chẳng tắt cùng thế việc Bồ Tát giao hòa chúng sanh không cùng tàn mà ở thế gian thường trụ chẳng diệt chẳng phải rút ráo chẳng phải không rốn ráo chẳng phải lấy chẳng phải không lấy chẳng phải sợ ý chẳng phải không sợ ý chẳng phải thể pháp chẳng phải phân phạm chẳng phải phạm chẳng phải thánh Bồ Tát này thành tụ tâm nắng đất như vậy lúng tố tâm hành Bồ Tát chẳng nói pháp gì thừa chẳng nói phạm phạm chẳng nói thế gian chẳng nói phạm thế gian chẳng nói chúng sanh chẳng nói không chúng sanh chẳng nói câu chẳng nói tình tại sao vậy vì Bồ Tát này biến tất cả pháp không nhiễm không thù chẳng chuyện chẳng tội Bồ Tát này lúng ở trong pháp tịnh diệt thầm tham tối tăng vì nhiều như vậy mà tu hành cũng chẳng có quan điểm tôi hiện tu đã tu hay xế tu những hành đo chẳng chậm trước uẩn xứ giới nội thế gian ngoại thế gian nội ngoại thế gian cũng chẳng chấm trước những đại nguyện những ba la mật và tăng ca pháp của mình tại sao vậy vì trong pháp giới không có pháp gọi là hướng thanh văn tượng độc giác tượng hướng Bồ Tát tượng hướng Bồ Tượng Bồ Đề không có pháp gọi là hướng phạm vô giới hướng nhiệm hướng tình hướng sanh từ hướng niết bàn vì các pháp vốn vô nhị vô bất nhị vậy ví như hư không trong thầm phương ba thời tiệm vốn không đáng nhưng chẳng phải là không có hư không cũng thế Bồ Tát quán tất cả pháp đều bậc khả đắc nhưng chẳng phải là không tất cả pháp đúng thiệt không khác chẳng mặc chỗ làm khắp hiện tu hành ảnh Bồ Tát chẳng bỏ đại nguyện điều vốn chúng sanh chuyện chánh pháp luân chẳng ngoài nhân quả cũng chẳng trái nơi diệu pháp bình đẳng khắp đồng với tâm thế như là chẳng dứt Phật chủng chẳng hư thiệt tướng thâm nhẩm nơi pháp biện tại vô tận nghệ vào chẳng chấm đến đẩy sâu của pháp khéo khai diện không lòng nghệ sơ chẳng rơi phận trù chẳng trái thế phá miền tập thế gian mà chẳng diệm trước thế gian Bồ Tát này thành tụ tâm trí huệ đang đặt như vậy nơi ba án đạo của vấn chúng sanh giáo hóa điều vốn đằng ngọ vào trong đạo của tâm thế phật không để lây đồng Bồ Tát này lại nghĩ rằng chúng sanh thế gian chẳng biết ăn báo lại tụ ân nhau tại kiên châm trướng mê làm điện đạo ngũ si vô tri không có tính tâm theo bọn ác sanh niệm ác tham mái vô minh gắn tứ phiền nào đều đại dạy chúng nơi đây là chỗ tối tu Bồ Tát hành gia sư đây cả thế gian này đều là người biến ân nghĩa thông minh trí huệ và thiện trí tức thì tôi không thường hành Bồ Tát hành trong đó tại sao vậy vì đối với chúng sanh tôi tròn không mong không cầu gì cả tội tu Bồ Tát hành tạng vì lai kiếm chưa từng có một niềm vì kỳ tôi chỉ muốn độ toàn chúng sanh khiến họ thanh tịnh đặng giải toàn bệnh viện vì tôi là nhà diệu giác sáng suốt của chúng sanh thì theo phép phải không chấm lấy không mong cầu chỉ vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Tát khiến họ đặng đến nơi bờ an ổn kia và thành vô thượng Bồ Đề đại gọi là Bồ Tát đang đắc hành từ tam nhưng vì là Bồ Tát thiền pháp minh Bồ Tát này vì tăng ca thế gian trời người ma phạm xã môn bà là môn càng tán bà mà làm ao pháp thanh lương nhiếp trị chánh pháp chẳng dược phần
Phật chủ vị đẳng thanh tịnh quang minh Đà La Ni. Đẳng Diệu Phàm Thọ Ký Biên Tại Vô Tạng vị đẳng Cô Tôn Nghĩa Đà La Ni. Đẳng Địa Biện Vô Tạng vị đẳng Nhẫn Ngô Thiện Pháp Đà La Ni. Đẳng Pháp Biện Vô Tạng vị đẳng Huân Thánh Ngôn Từ Đà La Ni. Đẳng Từ Biện Vô Tạng vị đẳng Vô Biên Văn Cú Vô Tạng Nghĩa Vô Ngại Môn Đà La Ni. Đẳng Vô Ngại Biện Vô Tạng vị đẳng Phật Quán Đánh Đà La Ni. Đẳng Hoan Nghệ Biện Vô Tạng vị đẳng Bắn Do Thai Ngộ Đà La Ni. Môn Đánh Quang Minh Biện Vô Tạng vị đẳng Đồng Biện Đà La Ni. Môn Đánh Đồng Biện Vô Tạng vị đẳng Chủng Chủng Nghĩa Thân Cú Thân Vấn Thân Ương Tính Đà La Ni. Môn Đánh Ương Thích Biện Vô Tạng vị đẳng Vô Biên Đà La Ni. Đến Vô Biên Biện Vô Tạng Bồ Tát Này Tâm Đại Bị Kiên Cô Nhiêm Khấm Chúng Sanh Nơi Đại Thiên Đệ Giới Biến Ra Tạng Kim Sắc Mà Làm Phật Sự Tùy Theo Căn Tánh Và Sở Tánh Của Các Chúng Sanh Dùng Lưỡi Rộng Dài Trong Một Tiếng Nghiền Vô Lượng Tiếng Đúng Theo Thời Nghi Mà Thuyết Pháp Làm Cho Chúng Sanh Đều Hoan Nghị Và Sự Có Bất Khả Thiết Nghiệm Ba Vô Số Chúng Sanh Đồng Hợp Chung Một Chỗ Hội Nó Rộng Lớn Khắp Bất Khả Thiết Thế Giới Bồ Tát Này Ngồi Trong Chúng Hội Hai Chúng Sanh Trong Hội Trường Đó Mỗi Mỗi Điều Có Vô Số Miệng Mỗi Miệng Nói Ra Trăm Ngàn Ước Na Do Ta Tiếng Đồng Thời Nói Lời Lệ Đều Khác Nhau Câu Hỏi Khác Nhau Bồ Tát Này Liền Trong Môn Điểm Đều Có Thể Nhận Điều Và Giải Đáp Tất Cả Thiên Ngò Điều Hến Nghi Lòng Nhưng Trong Một Đại Hội Trên Đây Trong Bất Khả Thiết Gọi Cũng Đều Như Vậy Cả Là Giả Sử Nơi Đạo Một Sợi Lòng Trong Mọi Điều Sự Hiện Bất Khả Tiếng Bất Khả Thiết Đạo Tràng Dùng Ngôi Bất Khả Thiết Bằng Ra Tiếng Đầu Sợi Lòng Đều Như Vậy Đến Tặng Vị Lại Kiếm Số Kiếp Đó Có Thể Tặng Chúng Ngồi Bồ Tát Nhưng Chúng Ngồi Này Trong Mọi Điểm Dùng Ngôn Từ Riêng Biệt Gặn Ngồi Riêng Biệt Bồ Tát Này Trong Một Điểm Có Thể Nhận Biệt Cả Không Sợ Không Khiếp Không Nghi Không Lầm Mà Nghĩ Rằng Giờ Tán Cả Chúng Sanh Đồng Thời Đến Nội Tội Tôi Sẽ Vì Hà Ma Tiêu Pháp Không Dứt Không Cùng Hiện Hờ Điều Vui Mừng Trụ Nơi Thiền Đạo Lại Khiên Hò Khéo Yêu Tất Cả Ngôn Từ Bồ Tát Này Có Thể Tiến Các Pháp Cho Chúng Sanh Mà Nơi Ngựa Ngôn Văn Không Văn Biệt Giải Sự Bất Cả Thiên Bất Cả Thiên Các Thứ Ngôn Từ Đồng Thời Bằng Ngàn Bồ Tát Này Trong Một Niệm Nhân Đang Ca Một Tiếng Điều Đám Cả Điều Khiến Toàn Ngộ Không Xót Vì Đã Đặng Nhân Tiết Trí Quán Đành Vậy Vì Đặng Vô Ngại Tan Vậy Vì Đặng Nhân Tiêu Pháp Viên Mà Quán Minh Vậy Vì Đầy Đủ Nhân Tiết Trí Trí Vậy Bồ Tát Này An Trụ Tiện Và Mạnh Rồi Thì Có Thể Tự Thanh Tịnh Cũng Có Thể Dùng Phương Tiện Vô Sở Trứng Ma Lời Hình Khấm Tất Cả Chúng Sanh Chẳng Tại Có Chúng Sanh Đang Dài Đó Như Tại Đại Thiên Thế Giới Này Như Vậy Cơ Bất Khả Thuyết Đại Thiên Thế Giới Biến Thần Kiểm Sát Diệu Âm Đầy Đủ Tự Tại Thần Anh Phần Sự Không Bị Chương Ai Bồ Tát Này Thành Tô Mười Thứ Tăng Đó Là Thanh Chẳng Phải Các Loại Vào Vô Biên Pháp Giới Vì Diệt Tận Cả Thế Gian Thân Các Loại Vào Vô Biên Pháp Giới Vì Sanh Bất Cả Thế Gian Thân Bất Sanh Vì Trụ Pháp Vô Sanh Bình Đẳng Thân Bất Diệt Vì Tất Cả Diệt Ngôn Ngữ Không Thể Đăng Thân Chẳng Tiệt Vì Đăng Như Thiệt Thân Chân Vong Vì Tỷ Nghi Ứng Nghiên Thân Chẳng Giờ Vì Trên Đây Sinh Kia Thân Chẳng Ngoài Vì Pháp Giới Tánh Không Ngoài Thân Một Tượng Vì Ba Thời Ngữ Ngôn Đa Dựng Thân Vô Tướng Vì Khéo Có Thể Quan Sát Pháp Tướng Bồ Tát Này Thành Tu Mười Thứ Thân Như Vậy Là Nhà Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Thêm Lớn Các Thiện Căn Là Chỗ Cú Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Khiển Hò Rắn Đang An Ổn Là Chỗ Về Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Làm Cho Y Tựa Lớn Cho Họ Là Nhà Diệu Dẫn Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Khiến Họ Đặng Vô Thượng Giải Thoát Là Thầy Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Khiến Họ Và Pháp Chân Thiệt Là Ngọn Đèn Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Khiến Họ Thấy Rõ Nghiệp Báo Là Ánh Sáng Của Tất Cả Chúng Sanh Vì Khiến Họ Soi Rõ Diệu Pháp Tâm Tâm Là Ngọn Đuốc Của Tất Cả Tâm Thế Vì Khiến Họ Hiểu Ngộ Thiệu Pháp Là Soi Sáng Tận Cả Thế Gian Vì Khiến Họ Vào Trong Bừng Quang Minh Là Ánh Sáng Của Tất Cả Các Loại Vị Thi Hiện Như Lai Từ Tại Đây Gọi Là Bồ Tát Thiện Pháp Mạnh Thứ Chính Bồ Tát An Trụ Hạnh Này Là Mau Pháp Mắc Mê Cho Tất Cả Chúng Sanh Vì Có Tay Cùng Tặng Bồ Tát Cả Vào Pháp Dường Gì Là Bồ Tát Chân Tiền Anh Bồ Tát Này Thành Tu Lời Chân Thiện Để Những Có Thể Làm Đúng Như Lời Có Thể Nói Đúng Như Làm Bồ Tát Này Hồng Chân Thiện Ngự Của Tâm Thế Chư Phật Nhập Chúng Tâm Của Tâm Thế Chư Phật Đồng Thiện Gần Với Tâm Thế Chư Phật Bằng Lời Vô Nhị Của Tâm Thế Chư Phật Theo Như Lai Học Thành Tu Trí Huệ Bồ Tát Này Thành Tu Trí Biết Chúng Sanh Thì Sứ Phi Sư Trí Biết Tâm Thế Nghiệm Bao Trí Biết Các Căn Tánh Lời Đồng Trí Biết Các Thế Giới Trí Biết Các Tri Giả Trí Biết Tất Cả Đạo Chỗ Đến Trí Biết Các Thiên Tâm Mùi Giải Tỏa Cấu Tình Khởi Phai Thời Hãy Phi Thời Trí Biết Tất Cả Thế Giới Túc Trụ Tỳ Niệm Trí Thiên Nhân Trí Lâu Tăng Mà Chẳng Rời Tất Cả Bồ Tát Anh Tại Xa Vậy Vì Muôn Gia Hóa Tất Cả Chúng Sanh Đều Khiển Thanh Tịnh Bồ Tát Này Lai Sanh Tam Tăng Thượng Như Vậy Điều Tôi Chẳng Làm Cho Tất Cả Chúng Sanh Trụ Nơi Đạo
đạo vô thường giải thoát mà tôi trước thành vô thường bồ đề thì trái bổn nguyện của tôi không nên như vậy. Vì thế nên tôi phải làm cho tất cả chúng sanh trước đặng vô thường bồ đề vô yêu nước bàn, rồi sau tôi sẽ thành Phật. Vì nhân và chúng sanh tình tôi phán tâm tôi từ vì chúng sanh mà làm bạn, chẳng cho thành muốn khiến tất cả chúng sanh trước đầy đủ căn lành chứng nhất thiện trí nhỏ đây nên tôi là tội tăng. Vì chẳng nhiệm trước thế gian là tôi thương vì trụ bậc vô thường điều ngự là rời mu là vì hiểu chúng sanh không ngăn mẹ tôi là đa sanh vì thành tu bồn nguyên tôi là bồ tát kheo biến hóa vì công đức trang nghiêm tôi là kẻo nương tựa vì đằng tâm tê chư phật nhiếm to vì bồ tăng này không rời bỏ bồn nguyên nên đằng vào bậc vô thường trí huệ trang nghiêm lời hình chúng sanh kiến điều đầy đủ tìm bồn nguyên điều đang rống ra với tất cả và đang trí huệ tự tại khiến tất cả chúng sanh khắp đang thanh tịnh niệm niệm đi khắp tam phương thế giới niệm niệm đến khắp bất khả tiếng bất khả tuyên phần đồ niệm niệm đều tại bất khả tuyên bất khả tiếng chư phần và phần đồ trang nghiêm thanh tịnh thì hiện như lai tự tại tăng lực không pháp giới ư không giới bồ tát này hiện vô lượng thăng vào khắp thế gian mà không sợ ở trong thân mình niệm tất cả cõi tất cả chúng sanh tất cả pháp tất cả phần bồ tát này việc chúng sanh căn tư tưởng niệm căn tư muốn căn tư hiểu biết căn tư nghiệm bảo căn tư tiên căn tùy cơ nghi mà hiện tăng để điều phục bồ tát này quan sát chư bồ tát như hiện tăng ca pháp như hoa phần sự tê như bóng tăng ca thế gian như giác mơ đặng nghe thân văn thân vô tận tài chánh niệm từ tài trí huệ tối tâm quyết định rõ biết tất cả cả pháp vọng tất cả tam muội chân thiệt tánh trụ nơi những tánh không ai vì chúng sanh đều trong trướng nơi hai nên bồ tát này an trụ nơi đại bi tu hành pháp tịnh diện như vậy đặng phần thâm lưng nhập nhân đà la vọng phạm như thành tụ như lai vô ngại giải thoát hùng mạnh trong loài người đại sự tư ông đang vô ý chuyên pháp lớn vô ngại tánh tinh đặng trí huệ giải thoát rõ biết tất cả cảnh giới thế gian thiện dừng dòng sanh tư và biển lớn trí huệ vì tất cả chúng sanh mà hộ trì chánh pháp của tam tế phần đền tôn đấy nguồn thiện tương của biển lớn phần pháp bồ tát trụ nơi chân thiên hành này rồi tất cả thế gian trời người ma phàm xã môn bà la môn càng tác bà a tu la văn văn có ai gần gũi thì đều làm cho đàn tọa ngô an nghị tánh tình đây gọi là bồ tát chân thiên hành tự mười lung bây giờ nhớ tầng lực của đức phật mười phương đều có phật sát vi trần số thế giới chẳng đầu sáu cánh khắp nơi trời rưỡi thiên hoa thiên hương thiên trần hoa thiên ni thiên bồ thiên trắng nghiêm cổ tẩu thiên nhạc phỏng thiên quang minh diên sướng âm thanh vi diệu của chư thiên tam phương thế giới đều như vậy cả là do tăng lực của đức phật mười phương ơn mười vạn phật sát vi trần số thế giới có mười ba phật sát vi trần số bồ tát có hội đồng nói với công đức lâm bồ tát rằng lành tay bằng từ ngày khéo diện nói cả hành bồ tát chúng tôi đồng hiệu công đức lâm cả thế giới của chúng tôi ở đồng hiệu công đức tràn giữ như lai ở cõi chúng tôi đồng hiệu vô công đức cùng nói văn này chúng ơi quyến thuộc ngôn từ nghĩa ly cùng điều như nơi đây không có tăng giảm thưa phần từ thưa ai lực của phần chúng tôi đến đây để chứng minh cho ngài công đức lâm bồ tát thừa tăng lực của đức phật quan sát khắp mười phương tất cả chúng ơi cùng tăng pháp giới vì muôn phần chúng chẳng những vì muôn chúng tăng bồ tát tăng vì muôn nguyện chúng tánh chân thổi chuyên vì muôn anh chúng tăng tường tương tục vì muôn tam tê chúng tánh điều bệnh đăng vì muôn nhiếp tâm tế tất cả phần chúng vì muốn khai diễn những thiên căn của mình vốn đang vì muốn quan sát tất cả căn tánh vì muốn hiểu việc nào tâm kỳ tâm hành chỗ làm vì muốn xoay ra phần bồ đề đến nơi kể rằng những tâm kinh lệ đáng tâm lương lì câu thanh tình thấy vô ngại cảnh giới sâu xa không ngán xanh chỗ ở trong đạo dư hư không quá khứ đăng tôi thắng trong người còn được vô lượng không sơ trước dùng mình để những công sanh bằng bậc lý trạng kia hành đạo này hiện tại thọ phương căn quân độ hay khéo khai diễn để nhân nghĩa lìa những lỗi ăn đất thanh tình bậc vô ý kia làm đạo này vì lại bao nhiêu đắng nhân sự du hành cùng gặp trong pháp giới đã văn tâm đại bi của phật bậc nhiều ấn kia hành đạo này tam đề tăng ca đắng vô tì tự nhiên trừ diệt ngu si tôi nơi tất cả pháp đều bình đẳng bậc đại lực kia hành đạo này thấy không vô lượng vô biên cội tăng ca căn cõi và căn loại thay rồi nơi tâm không phân biệt bậc vô đồng kia hành đạo này tất cả pháp giới đều sáng tỏ nơi để những nghĩa rất thanh tịnh trọn quá si mang vào ngu si bậc công đứng kia hành đạo này để các chúng sanh khéo phân biệt đều vào tánh pháp giới chân thiên tự nhiên giác ngộ chẳng do người bậc đẳng không kia hành đạo này khắp mười không bao nhiêu quân độ đều lên thuyết pháp rộng khai dụ lời nói thanh tịnh không bị hoài bậc thắng mô đi hành đạo này trọn vẹn bền chẳng không tối chuyên thành tu tôn trọng pháp tối tăng nguyện
lực vô tận đến bờ kia, bậc thiền tu kia hành đạo này, vô lượng vô biên tất cả bậc cảnh giới quảng đại rắn sâu nhiều, đều thấy biết rằng chẳng còn sống. Bưng như sự kia hành đạo này, tất cả cố nghĩa đều sáng rõ, bao nhiêu di lần đều số dệt, nơi phàm quyến đến không chỗ nghi. Bậc đại mâu đi hành đạo này, xa lìa thế gian những lối hòa, cho khắp chúng sanh vui an ổn, hay làm vô năng đại đạo sư. Bậc tăng đức kia hành đạo này, luôn đem vô ý bạn chúng sanh, khiến khắp tất cả đều vui tinh, lòng họ thanh tịnh lìa nhiễm trường. Bậc vô đăng kia hành đạo này, ý nghiệp thanh tịnh rất điều tiền, rồi nhận hủy lưng miệng không lôi, hoài quán viên mang chúng toàn kinh. Bậc tôi thắng kia hành đạo này, vào chân thiện nghĩa đến bờ kia, trú nơi công đức lòng tịnh tịnh, chưa bậc khổ niệm luôn chẳng quên. Bậc diệt khổ kia hành đạo này, xa lìa chấm nghe không náo hại, luôn dùng đại âm tiếng chánh pháp, thập phương quấn độ điều cùng khắp. Bậc tiểu vĩ vô hành đạo này, đàn ba la mật đã hoàn thành, trăm phương tướng hào dùng trang nghiêm, chúng sanh nhìn thấy điều vui đêm. Bậc huệ tuệ tăng hành đạo này, trị địa rất sâu khó vào đằng, ngày dùng diệu huệ khéo an trụ, tâm nơi rống nó chẳng dao động. Bậc kiên cố hành đạo này, tất cả pháp giới đều vào đăng, tỳ nơi chỗ vào đều rống ra, thằng thông tự tại gồm tăng ca. Bậc pháp quang minh hành đạo này, đắng vô đằng đằng đại mâu ni, xuyên tố tam muội không ai tư, tâm tự tại định tích tinh tinh. Bậc phổ kiến kia hành đạo này, quốc độ vị thế còn quang đại, thiệp nhập lẫn nhau đều sai khác, như cánh giới kia đều biết rõ. Bậc trí sơn vương hành đạo này, ý luôn sáng sành lìa nhớ bận, ở trong ba cõi không tam chấp, họ trị giới anh đến bờ kia. Bậc tịnh tâm đấy hành đạo này, trí huệ vô biên không nói đạt, còn khắp pháp giới ở không giới, khéo hay tu học trụ trong đó. Bậc kim cang huệ hành đạo này, cảnh giới tam tế tất cả phần, trí huệ kéo vào điều cùng không, chưa từng tạm khởi lòng nhảm môi. Bậc tôi thắng kia hành đạo này, hay khéo phân biệt pháp tạm lực, rõ biết tất cả chỗ đau đớn, tăng nghiệp vô ngại đặng tự tại. Bậc công đức thân hành đạo này, tạm vương vô lượng vô biên coi, cho có tất cả các chúng sanh, tôi đều cứu hộ mà chẳng bỏ. Bậc vô ý kia hành đạo này, nơi những Phật pháp xuyên tu học, lòng luôn tinh tấn chẳng lười mỏi, sửa trị tất cả các thế gian. Bậc đại long vương hành đạo này, rõ biết chúng sanh căn chẳng đồng, muốn hiểu vô lượng riêng sai kháng, các loài các coi đều thấu rõ. Bậc vô nhập kia hành đạo này, thập phương thế giới vô lượng coi, đều đến thọ sanh không số lượng, chưa từng một niềm sanh mỗi nhàm. Bậc hoàng nghĩ kia hành đạo này, khắp phong vô lượng lưỡi quang minh, soi sáng vô lượng các thế gian, quang minh chiếu đến vào pháp tánh. Bậc thiện huệ kia hành đạo này, chấn động mười phương các quốc độ, vô lượng ứng số na do ta, chẳng để chúng sanh có kinh sợ. Bận lời thế kia hành đạo này, khéo hiểu tăng ca các người ngôn, vấn nạn đoạn đời đều rốn rao, trong trí bị ngoại đều biến cả. Bận vô ý kia hành đạo này, kẻo biệt các coi người hoang ngập, phân biệt tư duy đều rốn ra, điều khiến trụ nơi chỗ vô tận. Bậc thắng huệ kia hành đạo này, cộng được vô lượng na do ta, vì có phần đạo đều tu tập, tất cả đều đang đến bờ kia. Bận vô tăng ánh đành đạo này, vượt hơn đại lượng xưa thế gian, biện tài để những sư tử ông, khiến các quần sanh đến bờ kia. Đây bậc tinh tâm hành đạo này, chưa Phật quán đành pháp đệ nhất, đã đăng pháp này rưới trên đánh, tâm luôn an trụ một chánh pháp. Bận quán đại tâm hành đạo này, tất cả chúng sanh khác vô lượng, rõ tổ tâm họ đều cùng khâm, quyết định hộ trì Phật pháp tạng. Bậc như tu di hành đạo này, có thể ở trong mỗi ngữ ngôn, khắp vị thì hiện vô lượng tiên, khiến chúng theo loài đều đặng yêu. Bậc vô ngài kiến hành đạo này, tất cả pháp quan từ ngữ ngôn, trí điều khéo vào chẳng phân biệt, trụ trong các cảnh giới chân thiệt. Bậc kiên tánh kia hành đạo này, an trụ biện pháp rất sâu lớn, khéo hay ấn định tất cả pháp, đạo môn vô tướng chân thiệt pháp. Bạn thấy thiệt kia hành đạo này, mọi mọi phần độ đều qua đơn, tất cả vô lượng vô biên kim, quan sát tư duy chẳng tạm dừng. Bậc chẳng trả lời hành đạo này, vô lượng vô số chân Như Lai, các thứ danh hiệu đều chẳng đồng, nơi một đầu lòng đều thấy rõ. Bậc tịnh phước kia hành đạo này, nơi một đầu lòng thấy chư Phật, số đó vô lượng bằng cả thiên, tất cả pháp giới đều cùng vậy. Chư Phật từ kia hành đạo này, vô lượng vô biên vô số kim, ở trong một niệm đều thấy rõ. Biết thời gian ngắn tương bất định, bậc hạnh nhai toàn hành đạo này, hay khiến người thấy không luôn qua, đều nơi Phật pháp do nhân duyên, mà đời sợ tác lòng không chăm. Bậc tối thắng kia hành đạo này, đã do ta kiếp thường gặp Phật, trọn chẳng một niệm sanh mối nhầm, tâm hoan hỷ đó càng thêm lớn. Bậc bất không kiến hành đạo này, tăng ca vô lượng vô biên kim, quán sáng tất cả
cả chúng sanh giới, chưa từng thấy có một chúng sanh đây bậc kiến cô hành đạo này. Tụ tâm vô biên tạo phương tri, không làm ao cống đức thanh lương, lợi ích tất cả các quần sanh, bậc đệ như kia hành đạo này. Pháp giới chỗ có các phẩm loài, cùng khám hư không vô số lượng, rồi kia đều nương nguồn thiết có, bậc sư tử ông hành đạo này. Có thể trong mọi mọi tam muội, vào khắp vô số các tam muội, đều đến pháp môn cho kính nhiệm, đây bậc luôn nguyện hành đạo này. Nhân lực xuyên tố đến bờ kia, ai nhắn pháp tình diệt tôi tăng, tâm đó bình đẳng chẳng dao động, bạn vô biên trí hành đạo này. Đời một thế giới một chỗ ngồi, tháng Phật chẳng đồng luôn yên lặng, bà tận ca cho điều hiện thân. Bậc vô biên tăng hành đạo này, vô lượng vô biên cán quấn độ, điều khiến đồng vào trong một trận, không đằng bao dung không chướng ngại. Bằng vô biên tư hành đạo này, thâu ra thị sư và phi sư, nơi những lực sứ khắp vào đằng, thành tổ thân lực của Như Lai. Bậc đệ nhất lực hành đạo này, quá khứ vị lai và hiện tại, vô lượng vô biên cán nghiệp báo, thường dùng trí huệ đều rõ biết. Bậc thân đạt kia hành đạo này, rào thâu thế gian thời phi thời, thị nghi điều vô cán chúng sanh, điều thường căn cơ chẳng làm lợi. Bằng thiền liệu kia hành đạo này, khéo dinh tăng ngự và ý nghiệm, luôn kiến y pháp mà tu hành, liền những chấp trước phục chúng ma. Bậc trí tâm kia hành đạo này, ở trong các pháp đang tiền xa, hãy vào chân như chỗ bình đẳng, biện tại tiên nói không cùng ta. Đây bậc Phật thành hành đạo này, môn đà la ni đã viên mãn, khéo hay an trụ tại vô ngại, nơi các pháp giới đều thông đạt. Bậc thâm nhập kia hành đạo này, tam tế cho có tấn ca Phật, tam điều bình đẳng đồng trí huệ, một tánh một tướng không sai khác. Bậc vô ngại chủng hành đạo này, đã vinh tất cả mạng ngu si, thâm nhầm biên trí huệ rộng lớn, thấy khắp chúng sanh mắt thanh tình. Bậc của một kia hành đạo này, đã đủ tất cả các đạo sư, bình đẳng thần thông hành vô nhị, được sức tự tại của Như Lai. Đây bậc thiện tu hành đạo này, để khâm tất cả các thế gian, khâm rưới vô biên mưa diệu pháp, điều khiến nơi nghĩa đằng hiệu chánh. Bậc pháp văn kia hành đạo này, được nơi phân trí và giải thoát, tinh sâu thanh tịnh tròn chẳng thối, do tình hay sanh gốc trí huệ. Đây bậc thiện học hành đạo này, hãy nơi một niềm điều rõ biết, tất cả chúng sanh không thừa sống, đó tâm tự tánh của chúng sanh. Bậc đang vô tánh hành đạo này, phạm về tất cả các quân độ, hóa vô số thăng đều quá đến, thằng đó tối diệu không gì sanh. Bậc vô tỷ hành hành đạo này, phần xa vô biến vô lượng số, vô lượng chữ phần ở trong đó, Bồ Tát nơi kia đều hiện tiện, ngần ngùi cúng dường và tôn trọng. Bồ Tát hay dùng riêng một thân, nhập trong tam muội mà tinh tinh, chuyện thấy thân mình vô an số, mọi mọi điều từ tam muội dây, cho Bồ Tát trụ đứng ví diệu, sợ hành sợ tan vượt khí luận, trong tâm tâm tình từ vui tinh, hay khiến chúng sanh đều vui mừng, cảnh tình phương tiện đều sai biệt, hay dùng trí huệ thấy rõ cả, mà rõ căn tánh không sợi, bừng điều nàng điều hành đạo này, hay dùng phương tiện khéo phân biệt, nơi tất cả pháp đang tự tại, thập phương thế giới đều chân đồng, đều ở trong đó làm Phật sự, căn tánh vi diệu hành cũng vậy. Hãy vì chúng sanh rộng thiếu pháp, người đang nghe ai chẳng vui mừng. Bậc đẳng hư không hành đạo này, trí nhãn thanh tịnh không ai bằng, nơi tăng ca pháp đều thấy rõ, trí huệ như vậy khéo phân biệt. Đại bậc vô đẳng hành đạo này, cho có vô tạng phước rộng lớn, tất cả tu hành khiến rốn ráo, khiến các chúng sanh đều thanh tịnh. Đại bậc vô tỷ hành đạo này, khuyên khắp tu hành pháp trở đạo, điều khiển đăng trụ nơi phương tiện, độ thẳng chúng sanh vô hạn số, chưa từng tạm khởi tưởng chúng sanh, tất cả cơ duyên đều quang giang, trước hồ lộng ngô khiến vô tranh, khám dạy chúng sanh chỗ an ổn. Đây bậc phương tiện hành đạo này, thành tổ trí tối thượng đệ nhất, đầy đủ vô lượng vô biên trí, ở trong tứ chúng vô sở uy. Đây bậc phương tiện hành đạo này, tất cả thế giới và các pháp đều hay vào khám đăng tự tại, cũng vào trong tất cả chúng hội, độ thoát chúng sanh vô hạn số. Mười phương trong tất cả quấn độ, đánh trống pháp lớn ngộ quần sanh, làm chỗ thế pháp rất vô thượng. Đây bậc bất diệt hành đạo này, một thân kiết dạng ngồi ngay ta, đại khắp mười phương vô lượng cõi, mà khiến thân đó không chẳng hề. Đây bậc pháp thân hành đạo này, có thể trong một nghìn một chữ, hiện tiệt vô lượng vô biên pháp, mà nơi ngàn mẹ văn không cùng. Bằng vô biên trí hành đạo này, giải tỏa của Phật khéo tu hồng, được Phật trí huệ không chướng ngại, thành tựu vô ý làm đệ hùng. Đây bậc phương tiện hành đạo này, rõ biết mười phương thế giới hại, còn biết tất cả Phật sát khai, trí hai pháp hai điều đó biết. Chúng sanh đang thấy điều vui tích, hoặc hiện nhập thai và sơ sanh, hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác, như vậy đều khiến thế gian thấy. Đây bậc vô biên hành đạo này, trong
Bồ Lượng Ứng Số Quốc Độ Thiện Thân Minh Nhâm Niếng Bàn Thiệt Chẳng Ba Nguyện Quỷ Tinh Di Đại Bằng Khung Lương Hành Đạo Này Một Diệu Thân Kiên Cố Vi Mật Cũng Văn Bình Đẳng Không Sai Khác Tùy Các Chúng Sanh Đều Thay Khác Bừng Một Thân Thiệt Hành Đạo Này Phạm Giới Bình Đẳng Không Sai Khác Đầy Đủ Vô Lượng Vô Biên Nghĩa Tinh Quán Một Tưởng Tâm Không Dời Bằng Tâm Thế Trí Hành Đạo Này Đời Các Chúng Sanh Vào Phật Pháp Kiến Lập Giá Trị Trọn Rốt Ra Nhận Sức Giá Trị Đồng Với Phần Bậc Tối Thượng Trị Hành Đạo Này Thẳng Tôn Vô Ngài Dường Như Phần Tiền Nhãn Vô Ngài Rắn Tanh Tanh Nhị Căn Tanh Tanh Kéo Long Nghi Bậc Vô Ngài Y Hành Đạo Này Bao Nhiêu Thần Tâm Đều Đầy Đủ Tùy Trí Huệ Kia Trọn Thanh Tu Kéo Biên Tăng Ca Chẳng Ai Bằng Đại Bác Kiên Trí Hành Đạo Này Nơi Tâm Chánh Định Chẳng Giao Động Nơi Trí Quang Đại Không Biên Tế Bao Nhiêu Cảnh Giới Đều Thấu Rõ Bực Nhân Thiết Kiến Hành Đạo Này Đã Đến Bờ Tất Cả Công Đức Ngay Theo Tứ Đề Độ Chúng Sanh Nơi Tâm Rốn Ráo Không Nhằm Đồ Bậc Thượng Tinh Tấn Hành Đạo Này Tham Thế Chỗ Có Những Phật Pháp Tất Cả Nơi Này Đều Biết Thấy Từ Nơi Phật Tánh Mà Sanh Ra Các Phật Tử Kia Hành Đạo Này Tùy Thượng Ngôn Từ Đã Thành Tổ Các Phái Di Luận Kẻo Phúc Phong Thường Ngày Hướng Đến Phật Bồ Đề Bậc Vua Biên Huệ Hành Đạo Này Phạm Một Quang Minh Chiếu Vô Tàng Thập Phương Quấn Độ Đều Cung Cấp Khiến Khắp Thế Gian Đang Sáng Rõ Đây Bậc Pháp Hành Đạo Này Tùy Kia Đang Thấy Đang Cung Dưỡng Vì Hiện Như Lai Thăng Thanh Tịnh Giáo Hóa Chúng Sanh Trong Ngàn Ức Trang Nghiêm Phật Sẽ Cũng Như Vậy Vì Khiến Chúng Sanh Xuất Thế Gian Tất Cả Diệu Hành Đều Tu Tập Hành Này Rộng Lớn Không Ngàn Mê Thế Nào Mà Có Người Biết Đặng Và Sự Phan Phan Bất Khả Thuyết Đặng Với Pháp Giới Đặng Mưa Không Điều Động Cả Người Công Đức Kia Trong Ngàn Muôn Kiếp Không Hết Đặng Công Đức Bồ Tát Vô Lượng Biên Tất Cả Tu Hành Đều Đầy Đủ Và Sự Vô Lượng Vô Biên Phật Trong Vô Lượng Kiếm Nói Chẳng Hết Uống Là Thế Gian Trời Và Người Tất Cả Thanh Văn Cũng Diễn Giang Có Thể Vô Lượng Vô Biên Kiếm Ca Người Tiên Chuyên Rốt Ráo Đặng